Ai không em? Cạo chọc à? Hả? Cạo đầu chọc gì? Nói như nào? Anh mày hôm lúc qua mày gọi điện cho anh mày bảo cạo chọc đi, hôm nay mày lại bảo anh cạo chọc nhá. Ok anh. Cạo chọc như nào? Hôm qua gọi điện cạo chọc xong mày lại ôi anh ơi, anh bảo em để em quan điện. Ôi giời. Không nhớ hôm qua gọi điện à? Không ạ, quên. Nói đùa thôi, anh nói thật mày như thế này này. Mặt mày gầy như thế này không cạo chọc được đâu. Hiểu chưa? Mặt gầy này cạo chọc bọn nó bảo nghiện đấy, hiểu chưa? Ông em để đâu kiểu dạng gọi là đầu gọi là bùi đạt là được. Ông em hiểu chưa? Xung quanh này các gọi là xanh xanh thì tôi đằng sau gáy tròn thì chưa? Qua vừa gọi điện anh bảo anh cạo đầu chọc cho em, con nghỉ ông em bỏ em rồi, hôm nay lại quên. Ông chơi ít rồi ông ạ. Vừa thôi ông nhá. Anh cứ thiết kế bỏ đầu vào cho nó hợp với em. Ờ được, để mẹ cạo chọc chết đấy. Vào việc luôn nhá. Ngủ đi ông em. Rồi. Dậy đi ông em ơi, xong đấy. Ôi anh ơi. Cái đầu này không hợp với em thôi ạ. Thôi anh cứ cắt chọc em đi, đằng nào cũng chảy vô. Đùa, anh nói thật mày thế mà. Thế mày là thợ hay anh là thợ? Anh là thợ nhưng mà em bỏ tiền em cắt thì... Thì anh là thợ thì mày phải nghe theo anh. Thì bây giờ mặt thì gầy như này cứ đòi cạo chọc. Em mày nó lấm lấm trong... Lấm đi rồi kệ đó để anh còn cắt để một ít tóc này cho đỡ gầy em chưa? Mày cạo chọc được ra ngoài đường tầm này đúng ánh mà mẹ cho đi cai nghiện luôn thì... Mày chán lắm rồi anh ạ. Chán thì chán thôi, mày nghe anh đi. Bây giờ anh cạo chọc cho mày mất uy tín của anh nói thật đấy. Thôi để tạm đồ này nhá. Okay. Không cạo chọc đâu. Dạ. Yeah. Okay. Em tôi cạo chọc cho mày cái ra bảo mày cắt tóc ở đâu, cắt tóc của ông Toàn à, lần sau nó đéo dám đến em nhá. Rồi, cảm ơn anh nhá. Ok. Để đồ này hợp lý rồi đấy.